Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Đây là bài viết Cách để rút ngắn thời gian trở thành chuyên gia nhanh nhất có thể của tác giả Lê Nghĩa. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Bài viết này mình dựa trên ý tưởng của tác giả James Altucher và kinh nghiệm của chính bản thân mình khi áp dụng. Tóm tắt nội dung bài viết là kỹ thuật và mindset để định hướng trong việc phát triển bản thân, rút gọn tối đa thời gian trung bình mà một người trở thành chuyên gia ngắn hơn nhiều. Trung bình là 10.000 giờ để một người thành thạo và trở nên master về nó. Vậy tự chung lại, công cuộc phát triển bản thân đó gồm những quy tắc gì? Mình đã và đang áp dụng nó như thế nào? Quá nhiều thứ để học. Có quá nhiều thứ để học trong thời đại ngày nay, với sự phổ biến của Internet, thông tin về khóa học online từ free đến trả tiền rất nhiều. Việc lựa chọn thứ để học còn mệt mỏi hơn cả việc không biết học gì bởi vì nó quá nhiều. Cùng với đó là sự đào thải với công nghệ tiến bộ không ngừng, kỹ năng fast learning cũng đang thật sự cần thiết hơn bao giờ hết. Việc bạn bỏ ra 10.000 giờ để mài giũa một kỹ năng thật nhuần nhuyễn sẽ khiến bạn chậm chân so với thời đại và tốc độ học hành cũng phải nhanh chóng gấp bội. Nhưng mà sức lực thì có hạn, với quy tắc 10.000 giờ của Anders Ericsson và được phổ biến rộng rãi bởi Malcolm Gladwell. Việc nản chí và không phải ai cũng có tài năng, quỹ thời gian để thẩm thấu tất cả những thứ họ muốn. Vậy đâu là cách để rút ngắn thời gian trở thành chuyên gia? Quy tắc cộng, trừ và bằng. Quy tắc cộng. Hãy tìm kiếm một mentor. Mentor ở đây không chỉ bao hàm là một người, mà có thể là một tác giả trong cuốn sách mà bạn thích, một nhà diễn thuyết trên YouTube mà bạn mê mẩn và họ thật sự có đủ tri thức và kinh nghiệm về kỹ năng mà bạn muốn học. Điều quan trọng chính là bạn thật sự hứng thú khi tìm hiểu về kỹ năng bởi họ truyền đạt, bởi nó là điều để bạn giữ lửa lâu nhất có thể. Từ 10 đến 100 cuốn sách về IT hay chỉ đơn thuần là 50 video về content marketing cũng khiến bạn bắt chước và học hỏi họ dần dần. Việc này chính là gia tăng sự trải nghiệm, tưởng tượng những điều họ làm, họ đọc thật sự là của mình. Ví dụ, mình muốn học về chạy quảng cáo Facebook. Bước 1, lọc các video liên quan đến chạy quảng cáo Facebook cơ bản và nâng cao. Bước 2, xem hết những video cơ bản. Nếu mà tìm được một người nói hay thì mình đơn thuần có thể nghe đi, nghe lại. Bước 3, dùng những kiến thức đã học được áp dụng vào thực tế với quy mô nhỏ hơn để trải nghiệm. Bước 4, lặp đi lặp lại quy trình đó để thuộc lòng và kết quả đúng như mình mong muốn. Bước 5, cố định thời gian định kỳ để bồi bổ thêm kiến thức về nó. Ví dụ, trong một tuần mình phải xem được 10 đến 20 video liên quan đến chạy quảng cáo Facebook rồi dần dần mở rộng. Đối với các cuốn sách đã đọc và coi nó là mentor để học thì đừng uổng phí, hãy ghi ra 10 điều tâm đắc nhất, liệt kê những gì mình học được. Không, nếu lướt qua kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì điều đó chỉ khiến bạn tốn thêm thời gian và kiến thức đọng lại không được nhiều. Hoặc là đơn giản hơn là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết tiếng Anh chẳng hạn. Việc lọc và hệ thống lại những mentor để mình có thể học hỏi và tạo cảm hứng cho mình trong khoảng thời gian đầu sẽ là rất quan trọng. Quy tắc bằng. Tác giả James Altucher có nói quy tắc này đã đáng giá gần 4.000 giờ trong tổng 10.000 giờ để bạn có thể trở thành chuyên gia rồi. Vậy quy tắc như thế nào? Tìm kiếm một môi trường để bạn có thể trao đổi được đam mê, show off, tiếp thu những điều bạn đã học và update kiến thức mới. Hai cái đầu thì luôn hơn một cái đầu. Tìm được một hoặc là nhiều người cùng chung đam mê, không vụ lợi, đồng hành của bạn sẽ rút gọn thời gian hơn rất nhiều. Trong một môi trường để ép bạn phải học để có đủ kiến thức để nói chuyện và trao đổi, chắc chắn động lực để tìm hiểu sẽ dồi dào hơn nhiều. Điều này bạn cũng có thể áp dụng trong một quy mô lớp học hoặc là công ty, tạo ra môi trường học hỏi lẫn nhau chính là điều bạn cần làm để tạo hứng thú và động lực update bản thân mỗi ngày của tất cả mọi người.
Vậy tại sao không tận dụng mentor của chúng ta để giúp đỡ? Tùy mỗi người, nhưng mà đa phần họ không biết cách để tiếp cận vấn đề của mình trong khoảng thời gian đầu. Việc kiếm bạn bè cùng cấp độ, chia sẻ cho nhau sẽ giảm đi cảm giác ngại ngùng cũng như là tiếp thêm động lực để vượt trội hơn mỗi ngày. Ví dụ, bản thân Nghĩa giờ để giải bài toán cấp 2 có rất nhiều cách, nhưng đối với học sinh cấp 2 thì chỉ có duy nhất một cách mà thôi. Và đến chính Nghĩa có thể không nhớ đó là cách nào. Vậy, một môi trường cùng cấp độ và tiến bộ mỗi ngày quan trọng như vậy đấy. Quy tắc trừ. Đơn giản, luôn cố gắng giải thích những điều mình học được trở nên đơn giản nhất có thể. Việc tối giản những thứ phức tạp, cho bạn nghĩ lại và giải thích được theo cách của bản thân. Việc bạn không thể giải thích nó đơn giản hơn và theo cách hiểu của mình, tức là bạn chưa thật sự hiểu về nó. Ví dụ, marketing là gì? Bạn không thể đem nguyên định nghĩa trên wiki hay là sách vở để bạn đem giải thích cho người khác được. Mà bạn phải có thể vận dụng kiến thức mà mình đã học được, trải nghiệm được để có thể giải thích điều này theo môi trường xung quanh. Giải thích và lặp lại. Việc lên một cấp độ mới thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều kém hơn bạn một bậc và hỏi đi hỏi lại các vấn đề cơ bản. Luôn giữ tinh thần như là một người mới học, chia sẻ và giải thích lặp lại cho họ sẽ cho bạn rất nhiều góc nhìn khác nhau. Đặc biệt, nhớ in những gì mà bạn đã học trong đầu. Micro skills. Đối với mình thì giải thích chính là chiều dọc của kỹ năng bạn học. Tức là một kỹ năng A, bạn có thể phân tích ra nhiều hệ kỹ năng nhỏ hơn là A1, A2, A3. Với kỹ năng sale, không chỉ là kiếm khách hàng mà bạn còn phải học kỹ năng về đàm phán, làm vận đơn, chào hỏi, ăn nhậu hay là rất nhiều thứ khác nhau. Với kỹ năng content marketing, có thể phân nhiều kỹ năng như là viết heading, viết body, viết call to action, vân vân. Vậy, việc phân chia như thế này, khi đã học xong được một hệ thống kiến thức, sẽ biết bạn giỏi ở phần nào, yếu ở đâu, để khắc phục hay là đẩy mạnh những gì mình hay nhất, trở thành một điểm độc đáo riêng. Vượt qua nỗi sợ thất bại. Bạn sẽ luôn thất bại khi mới khởi đầu. Bạn làm điều đó một cách ngu ngốc vì bị nhiều người coi thường. Cảm giác đó thật sự rất tệ, đối với mình cũng vậy. Dù bạn tài năng như nào, trải qua thất bại không phải là điều mà ai cũng có thể chịu được. Chẳng ai muốn viết một bài viết đăng lên Facebook mà chẳng có ai like, trình diễn trên sân khấu khi mà bị mọi người sỉ nhục và chê cười cả. Nhưng những điều đó là bàn đạp để bạn bước lên thành công từng bậc một. Thật sự thất bại khiến bạn học hỏi được hơn rất nhiều điều. Thành công chẳng khiến bạn học được gì đâu. Câu chuyện của bản thân khi mình mất từng đồng tiền vào thị trường chứng khoán sẽ khiến mình đúc kết kiến thức bằng sự đau đớn nhiều hơn là tự nhiên ngày mai may mắn được 5 triệu và nghĩ là mình giỏi. Vậy, mỗi lần thất bại, bạn thất bại và tham khảo điều đó, đừng sợ hãi chấp nhận thất bại của mình. Quay lại quy tắc cộng, tham khảo mentor của mình, cùng với đó là đến với quy tắc trừ, tham khảo những người bạn cùng chí hướng của mình xem sai ở đâu. Thành công ngay từ ban đầu rất dễ nảy sinh cho bạn cảm giác tự kiêu và nghĩ là mình giỏi. Nhưng với trải nghiệm chưa đủ, thành công nhỏ ban đầu chỉ khiến bạn thất bại và sụp đổ nhanh hơn về sau thôi. Luôn giữ mình ở trạng thái học hỏi và tiến bộ không ngừng, sẵn sàng chấp nhận thất bại. Với quy tắc, đau đớn cộng sự hồi tưởng bằng quá trình. Việc bạn trải qua các quá trình sẽ là điều bạn tiến bộ mỗi ngày. Vậy nếu thất bại quá nhiều đến nỗi chán nản sụp đổ như kinh doanh để mắc nợ bủa vây thì sao? Đơn giản, bạn thu hẹp thất bại của mình nhỏ hơn thôi. Có 100 triệu, đừng có dại đầu tư 100 triệu vào điều mà bạn đang cần trải nghiệm. Trích ra 10 triệu để bắt đầu, 10 triệu ổn định thì bạn đầu tư tịnh tiến dần. Năng lượng. Việc bạn đang học mà chỉ nghĩ đến ăn hoặc là ngủ thì chắc là chẳng có bất cứ tác dụng gì cả. Và việc học chỉ kém hiệu quả hơn thôi. Vậy tiếp thêm năng lượng như thế nào? Quay trở lại bài học, phân chia mọi thứ trở nên rõ ràng và đơn giản. Năng lượng thể chất, ăn, ngủ, hoạt động thể thao, mọi thứ thật đúng và cân bằng. Năng lượng tinh thần, nâng cao tinh thần của mình trở nên thật mạnh mẽ sau mỗi lần thất bại, chai lì cảm xúc, đừng tự nhiên đang học mà xịt chết rồi bỏ cuộc luôn. Năng lượng cảm xúc,
Thằng nào coi thường thì chửi nó rồi block. Ai nói xấu bảo mình thất bại thì tránh ra. Những người tiêu cực luôn là rào cản lớn nhất và lúc nào cũng nói về sự thất bại. Năng lượng sáng tạo. Chỉ đơn giản, hàng ngày liệt kê những gì bạn muốn làm trong cuộc đời, liệt kê những ý tưởng mà mình muốn thực hiện, liệt kê những điều mà mình biết ơn nhất. Tất cả sẽ cho bạn sự sáng tạo dạt dào và sự biết ơn về cuộc sống vô hạn. Bồi bổ và tiếp dưỡng năng lượng liên tục chính là điều giúp bạn vững chân trong cuộc đua về việc rút ngắn kỹ năng. Nếu bạn để nó rơi mất, thì chính bạn sẽ dừng giữa chừng. Nguyên lý 1%. Đây là tác giả đề cập tới nhưng mà mình thích gọi là quy tắc lãi kép hơn. Việc bạn chỉ cần dành 1% mỗi ngày để làm những điều mà bạn thích và với một năm là bạn có thể tiến bộ hơn 3.800% rồi. 1,01 mũ 365 bằng 38. Thất bại và trải nghiệm mỗi ngày từng chút, mở rộng khỏi vòng an toàn của bản thân chính là chìa khóa của nguyên lý 1%. Bạn có nhớ bài toán một bàn cờ có 64 ô? Ô 1 bỏ 1 hạt gạo, ô 2 bỏ 2 hạt gạo, ô 3 bỏ 4 hạt gạo và cuối cùng con số đó có thể là bao nhiêu? 18,4 tỷ tỷ hạt gạo bằng 536 tỷ tấn gạo. Đây là tiền đề của quy tắc lãi kép, bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google. Đứng lên và làm. Việc bạn đọc và xem những chuyên gia làm như thế nào, ngoài việc học nó thì cũng rất dễ nảy sinh các ảo tưởng là bạn có thể dễ dàng làm nó. Nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Bạn không thể thành thục việc làm ảo thuật chỉ đơn giản bằng cách xem những video lật tẩy các trò ảo thuật như nào mà đòi hỏi sự nhanh tay nhanh mắt và khéo léo rất nhiều được. Học một, rồi làm và lặp đi lặp lại đến khi nhuần nhuyễn. Đó là quy trình đơn giản để bạn có thể thành thạo bất cứ thứ gì. Một số kinh nghiệm từ bản thân. Trên đây là kinh nghiệm hack 10.000 giờ để trở thành chuyên gia của James Altucher và được mình biên soạn lại. Ngoài ra, mình cũng có một số lời khuyên và kinh nghiệm của bản thân khi áp dụng trong việc phát triển kỹ năng. Mở rộng tư duy. Đừng nghĩ cái gì khó mà mình không học, ngừng suy nghĩ linh tinh và bắt tay vào tìm hiểu đi. Nếu thật sự bạn nghĩ nó khó, thì chỉ đơn giản là bạn chưa dành đủ thời gian cho nó mà thôi. Bạn chỉ cần thấy cái gì khó, thì có tài liệu nào, ai giỏi để hỏi, là việc học sẽ trở nên thật nhẹ nhàng. Chấp nhận mình dốt. Hồi trước trong việc đầu tư, mình lỗ nhưng mà mình không chấp nhận là do mình sai, mà cứ đổ lỗi này lỗi kia. Nhưng càng về sau thì mình biết đây là tự lừa dối bản thân. Chấp nhận nó và học hỏi mỗi ngày khiến mình tiến bộ rất nhiều. Thời gian là vàng. Trì hoãn vào việc nước đến chân mới nhảy chẳng có gì đáng tự hào cả. Việc xây dựng một kế hoạch cụ thể theo thời gian không chỉ rèn bạn tính kỷ luật mà còn giúp bạn thực hiện công việc đó một cách nhanh chóng và đầy công suất. Có kế hoạch công việc mỗi thời điểm. Trước mình có đọc một report các nhân viên Việt Nam kém hiệu suất rất nhiều so với người nước ngoài bởi vì nhiều lý do. Một trong các lý do mình để tâm là thiếu kế hoạch khi triển khai công việc. Cứ thích rồi làm và động đâu làm đó khiến công việc trở nên rối loạn hơn rất nhiều. Xây dựng một kế hoạch công việc ngày, tuần, tháng sẽ giúp bạn nhẹ nhàng hơn và được sếp để ý để thăng tiến rất nhiều. Bài viết đã kết thúc, rất mong có thể giúp ích cho bạn phần nào trong việc rút ngắn thời gian để trở thành chuyên gia trong bất cứ kỹ năng nào. Cùng theo dõi các bài viết tiếp theo của mình nhé! Xin cảm ơn! Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé! Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé! Và mình là Khánh Linh. Bye!